Rất vui được gặp lại quý vị khán giả vào chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần trong chương trình Cơ thể bạn nói gì trên kênh VTV2 để chúng ta cùng nhau bàn luận các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm khi thời tiết giao mùa chuyển từ mùa thu sang mùa đông, nắng mưa thất thường, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh chính là thời điểm bùng phát rất nhiều bệnh đường hô hấp. Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Phổi Hà Nội, số lượng người nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp cấp ngày càng tăng. Trong một tháng qua thì đã có tới gần 4.000 bệnh nhân nhập viện, trong đó có những trường hợp nhập viện đang bị suy hô hấp, khó thở, tràn dịch màng phổi. Nguyên nhân chính là do thời tiết giao mùa khiến triệu chứng đờm, ho, khó thở tăng, tái đi tái lại mãi không dứt, hoặc sẽ làm tái phát đợt cấp của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Vậy làm thế nào để phòng ngừa tái phát đợt cấp của các bệnh lý mãn tính tại đường hô hấp, giảm ho, đờm, khó thở cho bệnh nhân? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời với chuyên gia. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Chu Thị Cúc Hương, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Hà Nội. Xin chào MC Hải Vân. Xin kính chào các quý vị khán giả. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một phóng sự ngắn trước khi bước vào cuộc tọa đàm. Khó thở, gắng sức để thở, ho kéo dài cả ngày lẫn đêm, không thì ngủ ngon mỗi đêm, đờm đặc quánh cổ, ăn uống khó khăn, ăn không thấy ngon. Đây là những gì mà anh Dũng, 50 tuổi, một bệnh nhân nghiện thuốc lá lâu năm, đang phải chung sống cùng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD gây nên. Kể từ khi phát hiện bệnh và điều trị tới nay đã hơn 3 năm, nhưng bệnh vẫn không cải thiện. Không chỉ sức khỏe mà tinh thần của anh ngày một suy sụp. Tôi vốn là người nghiện thuốc lá đã hơn 20 năm nay. Ho và khạc đờm vào buổi sáng, xuất hiện đã lâu, nhưng tôi nghĩ hút thuốc lá bị như thế là chuyện bình thường và vẫn tiếp tục hút. Vài năm trở lại đây, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, ho thành từng cơn liên tục, mỗi cơn kéo dài tới 2 phút, ngày 10 đến 15 cơn như thế, chủ yếu là lúc nửa đêm về sáng. Cổ lúc nào cũng đặc quánh đờm, rất khó chịu, đặc biệt là khó thở, lúc nào tôi cũng phải thở cố. Mỗi lần lên cơn ho khó thở cấp, tôi đều phải sử dụng thuốc xịt để cấp cứu. Nhiều lần tôi phải vào viện cấp cứu vì lên cơn khó thở cấp, nhất là khi giao mùa hoặc mùa đông, thời tiết lạnh nên tôi sợ lắm. Lúc đó da rẻ tái lại, móng tay tím ngắt, chỉ ú ớ không nói được. Bác sĩ bảo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD của tôi nếu không kiểm soát tốt thì có thể dẫn đến tử vong do suy hô hấp. Nghe xong tôi thực sự bất ngờ và vô cùng ân hận vì đã quá chủ quan để bệnh tật nặng như thế này. Ho và khó thở khiến bệnh mất ngủ của tôi nặng hơn. Bệnh mất ngủ kéo theo đủ thứ bệnh, đau dạ dày, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Bệnh tật khiến tôi chẳng làm được việc gì, kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp, stress và lo âu càng nhiều hơn. Từ ngày mắc bệnh, anh Dũng làm việc gì cũng khó khăn, sức khỏe yếu nên phải nghỉ làm ở nhà. Đồng thời bệnh tính liên tục tái phát, mất ngủ do ho, đờm, khó thở làm anh mắc thêm hàng loạt các bệnh như cao huyết áp, đau dạ dày, khiến thi thoảng anh lại phải vào viện nằm hàng tháng trời. Thuốc thang thì nhiều vô kể, tiền bạc không có, cuộc sống bỗng rơi vào bế tắc. Anh Dũng từ trụ cột của gia đình nay trở thành người ăn bám. Thế nhưng vợ con có nói gì anh cũng cáu kỉnh, quát tháo. Anh Dũng từng tâm sự rằng căn bệnh này đã cướp đi của anh quá nhiều thứ. Sau bao nỗ lực, quyết tâm, anh Dũng đã bỏ thuốc lá, đồng thời cộng với việc sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, nhưng bệnh không thuyên giảm là bao. Cứ ngừng thuốc thì tái phát, thậm chí vẫn đang dùng thuốc nhưng thời tiết thay đổi là bệnh lại tái phát. Đi đâu, làm gì, anh cũng phải kè kè thuốc xịt bên cạnh, vì có lần đi sang nhà bạn chơi, do quên thuốc mà dẫn tới việc phải đi nhập viện cấp cứu. Điều này khiến anh Dũng vô cùng buồn chán và hoang mang, không biết làm sao để kiểm soát được căn bệnh của mình, đặc biệt mỗi khi giao mùa bệnh lại nặng thêm. Thưa bác sĩ, tại sao thời tiết giao mùa lại là thời điểm bùng phát các bệnh về đường hô hấp ạ? Lý do đầu tiên là khi mà giao mùa thì thời tiết thay đổi rất là nhiều, đó là từ nóng chuyển sang lạnh, từ nắng chuyển sang mưa, độ ẩm trong không khí cũng dao động cơ thể, thì nhất là đường hô hấp khó có thể thích nghi ngay được với sự thay đổi đó. Cho nên là rất dễ nhiễm các bệnh lý đường hô hấp, cả viêm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới.
Nguyên nhân thứ hai đó là các vi sinh vật ở trong môi trường cũng như trong không khí. Khi mà giao mùa thì có sự thay đổi rất là rõ rệt từ độ ẩm, nhiệt độ, khí hậu. Bởi vậy cho nên sẽ sinh sôi nảy nở để gây viêm cả đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Bởi vậy cho nên là giao mùa là thời điểm mà các bệnh lý đường hô hấp có những cái đợt cấp, số lượng bệnh nhân sẽ nhập viện nhiều hơn. Vậy khi thời tiết giao mùa hoặc trở lạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng mắc những bệnh đường hô hấp nào ạ? Và ở thời điểm đó thì những đối tượng nào cần phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe đường hô hấp ạ? Vào thời điểm giao mùa, một số những bệnh lý hay gặp ở đường hô hấp đó là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang hoặc là viêm amidan. Ngoài ra thì có khí phế thủng. Những đối tượng đặc biệt sau đây cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe hơn những người khác. Đầu tiên đó là những người mà người già có sức đề kháng kém. Đối tượng thứ hai đó là những người mắc bệnh lý mãn tính đường hô hấp, ví dụ như hen phế quản, viêm phế quản mãn tính hoặc bệnh lý là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái ảnh hưởng trực tiếp của cái đối tượng bệnh phổi mãn tính này đó là những đợt cấp. Khi thay đổi khí hậu thì một đặc điểm nổi bật đó là những cái cơn hen phế quản, đó là đợt cấp của viêm phế quản mãn tính, đó là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó làm tăng nặng bệnh, tiến triển nặng dần và có nhiều biến chứng hơn và nguy cơ tử vong trong đợt cấp nó sẽ cao hơn. Một đối tượng nữa đó là những cái đối tượng mà bị nhiễm độc phổi, đó là những cái người đã từng hút thuốc lá. Thì khói thuốc lá, thuốc lào hoặc là những cái khói mà trong môi trường thì cực kỳ độc hại và sẽ gây nhiễm độc phổi. Ngoài ra thì ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ví dụ như là những cái khói, khí, bụi độc hại, những cái hóa chất độc hại. Và khi bị nhiễm độc phổi thì có những cái triệu chứng ví dụ như là ho kéo dài không rõ nguyên nhân, ho khan hoặc là những cái tức ngực, khó thở, mệt mỏi. Và đặc biệt là nhiễm độc phổi là nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi. Bác sĩ vừa nhắc tới những cái bệnh lý viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hay là hen phế quản thì rất dễ tái phát đợt cấp trong thời điểm này. Vậy triệu chứng của đợt cấp của những bệnh lý này là gì và mức độ nguy hiểm ra sao ạ thưa bác sĩ? Phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản mãn tính đều có đờm, ho khạc đờm vào buổi sáng. Khi có bội nhiễm hoặc là nhiễm trùng thì cái đờm đấy nó sẽ đặc hơn. Nó sẽ khó khạc và cái màu đờm nó chuyển thành màu xanh, màu vàng hoặc là màu đục, tức ngực hoặc là đau ngực. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bệnh nhân còn có khó thở. Bệnh nhân hen phế quản thì còn có những cái cơn khó thở đột ngột. Đầu tiên là bệnh nhân có thể thở rít, tiếng rít to dần, cò cử, khò khè, cảm giác như có ai bóp nghẹt cổ họng. Cơn hen kéo lên thì bệnh nhân bắt đầu có cái tim đập nhanh, nhịp thở là tăng dần, bệnh nhân tím tái, nói từng từ hoặc ngắt quãng. Nếu bệnh nhân có cơn hen nặng thì bệnh nhân còn không thể nói được, phải ngửa cổ lên để cố gắng lấy hít khí không khí. Bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản có thể biến chứng gây tràn khí màng phổi, có thể dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi, có dẫn đến là suy tim. Với những bệnh nhân lại có những cái bệnh nền khác nữa thì trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một tình huống vui ạ. Ngày chủ nhật buồn à, từ sáng đến giờ thấy chuẩn bị ăn mặc rất là chỉnh tề, phấn son, chuẩn bị đi chơi với người yêu mà sao bây giờ buồn thế hả con? Ừ, sao đây? Bố anh Nam bị nhập viện cấp cứu nên là bọn con phải hủy hẹn. Có nguy hiểm lắm không con? Bố anh Nam có tiền sử bị phổi tắc nghẽn mãn tính COPD bố ạ. Chẳng hiểu sao đợt này ngày một nặng hơn. Hôm nay thì đúng lúc thời tiết chuyển mùa, thế là lúc nãy tự dưng bị lên cơn khó thở cấp, rồi không thở được, người tím ngắt ra, thế là phải đưa đi viện cấp cứu ngay. Nguy hiểm quá nhỉ? Bố thằng Nam chưa có hút thuốc không con? Bố anh hút thuốc nhiều lắm ý. Năm lần bảy lượt mới bảo bỏ rồi nhưng mà có bỏ được đâu. Đấy. Mà cứ hứa thật nhiều, thích hứa cũng thật nhiều. Nên thành ra là điều trị nó chẳng hiệu quả lý nào. Giống y như cái bệnh của bác Bằng nhà mày. Bác Bằng nhà mày ngày xưa cũng bị như thế đấy. Ôi, bố có nhầm thì không? Con thấy bác Bằng khỏe mạnh bình thường lắm mà. Bây giờ thì khỏe mạnh bình thường rồi. Nhưng ngày xưa cũng bị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cứ trái nắng trở trời một cái là ho này, rồi là đờm này, rồi khó thở này. Thế nhưng mà bác Bằng sử dụng thuốc gì mà bây giờ đỡ rồi hả bố? Ngày xưa ấy, bác mày cũng chủ quan lắm đấy. Cứ để cái bệnh nó tái đi tái lại à, xong rồi nó trở thành mãn tính. Rồi đúng một cái, ngày hôm đó trời trở gió, tự nhiên là thấy khó thở này, xong rồi đờm nó dồn lên, nó tắc nghẽn, không thể chịu được. Thế là bố phải đưa bác ấy đi bệnh viện. Sau cái đợt đó, bác ấy tuân thủ cái phác đồ điều trị. Thế rồi được người quen giới thiệu sử dụng, kết hợp thêm sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên,
như là Baikalin này, Cam Thảo Úy này, Xuyên Tâm Liên này, Bạch Đàn này, Bồ Công Anh này, rồi lá ô liu này. May là hợp thầy hợp thuốc nên giờ ấy, bác mày khỏe rồi. Đấy, thấy không? Cứ tươi rói rói như bình thường. Bố cho con xin số bác Bằng ấy. Lát con điện cho bác luôn hỏi xem bác sử dụng sản phẩm gì hiệu quả thế cho bố anh ý dùng. Chứ dằm bữa nửa tháng đi viện này cũng mệt lắm. Và đợt tối rồi còn chẳng kết hôn nữa. Yên tâm đi, bố sẽ cho số điện thoại nhé. Thưa bác sĩ, vậy có cách nào để có thể điều trị hiệu quả những cái bệnh lý viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hay là hen phế quản và phòng ngừa đợt cấp của những bệnh lý này không ạ? Khi ra mùa đợt cấp của viêm phế quản mạn thì thực tế là những người bệnh lý bệnh phổi mạn tính đã có những cái sức đề kháng kém rồi. Và bản thân những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính mà tôi vừa kể trên thì thông thường nguyên nhân lại dẫn đến những bệnh lý đó là do nhiễm độc phổi. Bởi vậy cho nên là một trong những cái hướng điều trị mà có hiệu quả nhất hiện nay đó là tăng sức đề kháng cho phổi cũng như giải độc phổi hữu hiệu thì sẽ giảm được triệu chứng cũng như là những biến chứng của bệnh. Vâng, thưa bác sĩ, vậy làm thế nào để có thể giải độc phổi và tăng sức đề kháng cho phổi ạ? Thuốc tây thì nó rất là nhiều tác dụng phụ. Ví dụ như kháng sinh thì nó dùng nhiều có thể dẫn đến kháng kháng sinh. Corticoid thì nó có thể gây hội chứng cất sinh. Đấy, viêm loét dạ dày hành tá tràng, rối loạn tâm thần, tăng huyết áp. Ngoài tây y điều trị thì mình có thể là phối hợp y học cổ truyền trong việc bảo vệ cũng như giải độc phổi, giảm các triệu chứng như ho, khạc đờm, khó thở của bệnh nhân an toàn, lành tính và không có tác dụng phụ vì hoàn toàn từ thảo dược. Nhóm thảo dược bảo vệ và giải độc phổi cụ thể là xuyên tâm liên này, Baikalin này, cam thảo ý này và chiết xuất lá ô liu. Xuyên tâm liên với hoạt chất chính tác dụng giải độc phổi, làm sạch phổi khỏi bụi mịn và bảo vệ phổi khỏi những cái tác nhân mà gây độc, ví dụ như là hóa chất, khói, khí độc hại hoặc là những cái vi khuẩn virus từ môi trường. Thảo dược thứ hai đó là cam thảo ý giải độc phổi, hỗ trợ trong điều trị các bệnh lý về hô hấp mạn tính. Đặc biệt ở trong nhóm giải độc phổi thì có Baikalin. Baikalin theo nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Seon Soro, Đại học Y khoa Hàn Quốc và Đại học Daegu Hani Hàn Quốc đã chứng minh là Baikalin với hoạt chất chính của hàn cầm hiệu quả trong việc phục hồi chức năng phổi bị tổn thương do bệnh lý, do khói thuốc lá hoặc là do ô nhiễm hóa chất khí khói độc hại hoặc là vi khuẩn virus từ môi trường. Về chiết xuất lá ô liu có tác dụng là chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ, có thể phòng ngừa được ung thư, không cho tăng kích thước của khối u cũng như là giảm được cái di căn của ung thư phổi. Nhóm thảo dược thứ hai là nhóm thảo dược bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây độc mới. Với hai thảo dược đó là cúc tây và chiết xuất xuyên bối mẫu. Về cúc tây thì chiết xuất cúc tây đã làm tăng cường mạnh mẽ chức năng của đại thực bào phế nang, từ đó giúp điều hòa miễn dịch, làm sạch phổi, bảo vệ phổi khỏi bụi mịn, ô nhiễm không khí cũng như hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus từ môi trường. Về chiết xuất xuyên bối mẫu đã kích hoạt lại hệ thống lông mao, từ đó có thể đẩy được những chất độc ở trong phổi, giải độc phổi. Nhóm thảo dược thứ ba đó là phòng ngừa ung thư với thảo dược Fucoidan. Theo nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Katsuyuki Nakajima, Đại học Gunma, Nhật Bản, sử dụng Fucoidan mỗi ngày làm tăng cường hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên NK, tế bào có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào đột biến gen, tế bào gây ung thư, từ đó phòng ngừa ung thư rất hiệu quả và đặc biệt là giảm đáng kể sự phát triển của khối u cũng như di căn của bệnh nhân ung thư phổi. Nhóm thứ tư là những thảo dược giảm ho, long đờm và giãn phế quản. Đầu tiên là chiết xuất tỳ bà diệp. Tỳ bà diệp có tác dụng giãn phế quản, cũng như kiểm soát các tế bào viêm, ức chế giải phóng các chất trung gian gây viêm, từ đó làm giảm tiết chất nhầy trong đường hô hấp và tống đờm được ra ngoài. Chiết xuất lá bạch đàn có tác dụng sát trùng, long đờm, giảm tắc nghẽn đường thở cũng như giảm ho. Thảo dược quý thứ ba đó là chiết xuất bồ công anh. Bồ công anh là một vị thảo dược quý trong các bài thuốc cổ phương của Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ cũng như các nước Trung Đông, được sử dụng như một kháng sinh nam, dùng trong các trường hợp viêm nhiễm. Thưa quý vị, như chia sẻ ban đầu, chương trình Cơ thể bạn nói gì cung cấp những kiến thức thực tế liên quan đến sức khỏe của quý vị. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây một nhân vật rất đặc biệt, đó là nhân vật đã xuất hiện trong phóng sự đầu tiên của chương trình. Em
anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Xin chào MC, xin chào bác sĩ, xin chào các bạn khán giả truyền hình. Qua phóng sự đầu tiên của chương trình, Thẻ Vân được biết là anh mắc bệnh ở phổi tắc nghẽn mãn tính COPD với những cái triệu chứng như là đờm, ho, khó thở kéo dài. Vậy không biết hiện tại sức khỏe và tình trạng bệnh của anh như thế nào rồi ạ? Hiện tại sức khỏe mình đang tốt, mình rất thoải mái. Trước kia mình nghiện thuốc rất nặng, mình hút thuốc từ cái thời thanh niên. Một ngày 1-2 bao là chuyện bình thường. Hồi đấy cũng chủ quan, với cả do sức khỏe của mình đang tốt, sức đề kháng tốt nên không có vấn đề gì, thỉnh thoảng chỉ có ho xoàng thôi rồi lại khỏi. Có tuổi rồi thì bệnh bắt đầu phát tác. Mình thì ở nhà có phải làm lụng gì đâu, thế mà mỗi khi bước lên cầu thang hoặc là quét nhà giúp vợ thì thấy rất là khó thở. Mà trước kia thì chỉ ngủ dậy buổi sáng thì mới thấy ho, có đờm. Nhưng bây giờ thì suốt ngày ho như cuốc kêu, đờm da đặc quánh ở cổ không khạc ra được, trái gió trở trời, chuyển giao mùa hoặc mùa đông, nhiều khi tím tái cả người. Vâng, xin chúc mừng anh. Vậy không biết anh có thể chia sẻ bí quyết nào giúp anh thoát khỏi tình trạng ho đờm và khó thở hay không ạ? Một lần tình cờ mình có đọc một bài báo, thấy có chia sẻ bệnh nhân COPD như tôi nhờ Baikalin và Fukodan từ tảo nâu Nhật Bản cùng với rất nhiều các thảo dược quý khác hết ho đờm, hết cả khó thở, giúp giải độc phổi, phòng ung thư phổi. Thì mình thấy hay và mình mua để dùng. Sau khi dùng xong thì mình thấy ho và đờm giảm hẳn và thấy người rất là thoải mái. Và dùng tiếp thì thấy ho hết hẳn và đờm thì loãng ra. Dùng trong vòng 3 tháng thì hầu như những cơn ho biến mất, hết hẳn khó thở. Và hầu như mình đã quên lãng cái việc mình bị cái bệnh COPD. Và bây giờ thì mình vẫn dùng đều đặn, cảm thấy người càng ngày càng khỏe lên. Cũng chúc mừng anh. Anh ổn định cũng như là các triệu chứng của anh giảm rất là tốt. Lý do là vì nó có 4 nhóm thảo dược quý. Đó là nhóm thảo dược giải độc phổi gồm có xuyên tâm liên, Baikalin, cam thảo ý và chiết xuất lá ô liu. Nhóm thứ hai đó là nhóm bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây độc mới. Đó là cúc tây và xuyên bố mẫu. Và nhóm thứ ba đó là Fukodan, phòng ngừa ung thư. Cái nhóm thứ tư đó là giảm ho, long đờm và giãn phế quản với chiết xuất tỳ bà diệp, chiết xuất lá bạch đàn, chiết xuất bồ công anh, giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh viêm phế quản mãn tính, hen phế quản cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có thể giảm các triệu chứng giảm ho, giảm đờm, giảm khó thở cho bệnh nhân, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh, phòng ngừa ung thư phổi, giúp phòng ngừa các đợt cấp của các bệnh lý trên khi thời tiết ra mùa cũng như chuyển lạnh. Vậy là những giải đáp của bác sĩ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chương trình Cơ thể bạn nói gì đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhìn những hình ảnh tươi vui tràn đầy sức sống của anh Dũng hiện tại, ít ai biết rằng anh đã từng có giai đoạn sống chung với lũ, khổ sở vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hành hạ. Với việc bỏ thuốc lá, thay đổi lối sống lành mạnh, kết hợp cùng sử dụng sản phẩm phù hợp đã giúp anh Dũng giờ đây có thể kết thúc cuộc chiến dai dẳng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Trước đây khi sử dụng thuốc Tây khiến tôi luôn lo lắng, vì bệnh thì không thuyên giảm mà thuốc lại nhiều tác dụng phụ. Tôi biết tới một sản phẩm của Mỹ có chứa Fukodan và Baikalin cùng các thảo dược giúp bảo vệ và giải độc phổi hiệu quả. Vì thế tôi mua về sử dụng. Tên sản phẩm là Boni Detox của Mỹ. Ho đã giảm cả về mức độ và tần suất, khạc đờm dễ hơn, tôi thấy người khỏe hơn trước nên tôi rất mừng. Dùng đều đặn thì bệnh càng giảm rõ. Sau khi dùng đủ liệu trình thì ho đờm đã hết hẳn. Tôi thở dễ dàng, hết hẳn khó thở. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trước kia ngay cả việc đi bộ cũng là thử thách với anh Dũng. Nhưng bây giờ, nhờ tìm đúng sản phẩm tốt, thậm chí anh còn tập gym cả tiếng đồng hồ cho những môn thể thao mà anh yêu thích. Ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc nên anh Dũng lúc nào cũng vui vẻ, da dẻ hồng hào tràn đầy năng lượng, đặc biệt là huyết áp ổn định, những cơn đau dạ dày không còn hành hạ nữa. Bệnh tình được kiểm soát tốt, không còn những lần phải nhập viện cấp cứu, không còn cảnh lúc nào cũng phải kè kè chai thuốc xịt bên cạnh. Cuộc sống của anh Dũng như bước sang một trang mới. Anh đã quay trở lại với công việc thường ngày. Anh bảo hạnh phúc nhất với một người đàn ông chính là làm được trụ cột trong gia đình, làm được mái nhà che chở cho vợ con, hay đơn giản hơn là có thể làm ra tiền để nuôi vợ nuôi con.
Vì thế, để tìm được một sản phẩm tốt, hiệu quả lại an toàn là mong muốn của rất nhiều bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như anh Dũng nói riêng và bệnh nhân bị các bệnh lý về đường hô hấp nói chung. Như lời anh Dũng đã nói, tôi rất hài lòng với sản phẩm mà mình đã lựa chọn.